Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn tới một quán ăn chay có tên là Tuệ Giác, nằm ở số 15 đường Trần Quang Diệu. Và các bạn hãy đi cùng với mình nha. Mình quay lại menu cho mọi người tham khảo nhé, trông cũng khá là đa dạng phải không nào? À đúng rồi, vào ngày mùng 1 và ngày 15 hàng tháng thì quán còn phục vụ cả buffet chay nữa đấy mọi người ạ. Quán thì nằm ở tầng trên cùng và đồ ăn thì sẽ được vận chuyển xuống bằng thang. Mình cực kỳ thích điều này luôn, bởi vì như vậy thì quần áo của mình sẽ không bị ám mùi đồ ăn quá nhiều ý. Hôm nay thì bọn mình đã gọi thử 8 món, đó là nem cuốn, nem Tuệ Giác, nấm nướng phô mai, rau củ xào, súp bí đỏ, đậu hũ cuốn rong biển và cơm chiên sả. Nem cuốn và nem Tuệ Giác thì mình thích món nem cuốn hơn mọi người ạ. Nem cuốn với thính rất là chặt tay, ăn cực kỳ thơm và đậm đà luôn ý. Rau xào rất là giòn và tươi, tuy nhiên lại hơi bị nhạt một xíu so với khẩu vị của mình. Mình rất thích phần cơm chiên sả này vì nó rất thơm mà lại không bị dầu mỡ nha. Mình đã rất mong đợi cái món nấm nướng phô mai này. Tuy nhiên thì lúc ăn thử lại cảm thấy nó chưa đạt đến mức kỳ vọng của bọn mình cho lắm. Nó vẫn ngon, tuy nhiên lại hơi bị nhạt nhẽo mọi người ạ. Còn nấm và phô mai mozzarella, nhưng mà cái tổng thể hương vị của nó lại hơi bị nhạt và không có điểm gì quá đặc sắc cả ấy. Đây là hai món mình thích nhất trong bữa ăn ngày hôm nay mọi người ạ. Đậu hũ cuốn rong biển và súp bí đỏ. Đậu hũ mềm, bọc bên ngoài là lớp vỏ rong biển dai dai và ăn kèm với nước sốt cay cay ngọt ngọt rất là cuốn luôn. Súp bí đỏ cũng rất là xuất sắc, vừa có cái vị ngọt thanh của rau củ lại vừa có cảm giác béo béo ý. Nếu mà đến đây thì mọi người nhớ ăn thử hai món này nhé. Thì bọn mình đã gọi hết 470.000 cho 3 người. Theo đánh giá của mình thì đồ ăn ở quán chay Tuệ Giác rất là ổn và giá cả cũng rất là hợp lý nữa. Chắc chắn là nếu có cơ hội thì chúng mình sẽ quay lại đây trong tương lai. Nếu bạn nào cũng làm việc ở khu vực Hoàng Cầu thì có thể ghé thử đây ăn trưa nhé. Mình hy vọng là các bạn cũng sẽ thích quán này giống như mình. Quên bảo các bạn là ở đây ngoài gọi món thì cũng phục vụ cả những set cơm cho một người nữa nha. Nên là mình đi một mình cũng không phải ngại đâu nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.